Ở nhà chúc cho mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui ha bữa giờ thì mình lặng hơn bị lâu luôn á bởi vì mình làm một số việc rất là quan trọng việc thứ nhất là mình xây nguyên một cái lâu đài cho tất cả mọi người cùng đến ở chung với mình nè một chút xíu nữa mình sẽ khoe cho mọi người coi cái lâu đài này việc thứ hai mà mình làm đó là mình đã đi tìm một số các cái vị trí đá quý á mà nó hay xuất hiện đá lấp lánh nè và việc thứ ba mà mình làm đó chính là mình đã đi kiểm tra xem là cái mẹ búa mới ra á, liệu nó có đúng tốt giống như là lời quảng cáo của nhà phát hành không á thì ở trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người toàn bộ cái quá trình mà mấy ngày hôm nay mình đã tích góp được nha bây giờ thì bắt đầu video của mình thôi Đối với lại cái búa sấm xít đó thì nó có giá khá là mắc hơn 200 ngàn luôn Nhiều khi mình cảm thấy mình chơi game và mình ép lực ghê luôn á Bởi vì rất là tốn tiền luôn Nhưng mà vì á là mình muốn mua để review cho mọi người coi Nên là mình đã bỏ ra hơn 200 ngàn để mình mua cái búa này Và theo như là nhà sản xuất á Giới thiệu thì sức mạnh là 80 tỷ lệ khoáng thạch hiếm và thạch huyền thoại với lại tăng cả tỷ lệ chí mạng nữa thì sau hơn một ngày á, mình chơi cái búa này và trong cái video này mình chỉ cho mọi người xem mấy cục đá lấp lánh á mà mình đào thôi nha còn mình đào rất là nhiều luôn mình dành nguyên là mười mấy tiếng đồng hồ để mình đào luôn ấy thì mình thấy á, cái ưu điểm của cái búa này á chính là khi mà mình đập á, thì nó đập nhanh á thường á là mình sẽ đập từ 2 đến 3 phát là mình sẽ lấy được cái cục đá ra rồi còn chuyện đó mẹ nó nâng cái tỷ lệ mẹ đá hiếm lên Thì cái này mình thấy uh, mình thấy nó cũng thế à mọi người ơi Cái dụng mà được đá hiếm hay kim cương á Mình nghĩ nó tùy vào nhân phẩm thôi Chứ còn cái búa này mình thấy nó chẳng có bức lên được một tí nào gọi là đá hiếm cả Bruh. Nên là cả nhà hãy suy nghĩ trước khi quyết định là có nên mua không nha Và còn một điều nữa đó chính là cái tiền sữa của cái búa này nó siêu là mắc luôn Tận là 1.600 tiền sao mà chỉ đập được 90 lần thôi Thì mình thấy trời ơi từ cái hồi người, người ta kêu là đi đập đá tìm đá quý là đổi đời giàu có mà sao tôi thấy từ cái hồi mẹ tôi vô cái con đường đập đá này á càng lúc mà mình càng nghèo luôn ý lánh rồi búa thì búa thần kỳ vậy đó mẹ ta nói chứ là mẹ cái con nhân vật của mình nó nó bị bệnh luôn á mẹ nó vẫn không có ra được cái cục đá hiếm nào hết thì mình nói rồi bây giờ cái búa xịn hay là cái đá lấp lánh nó không có quyết định gì hết á nó quyết định là hên xui thôi hên thì mọi người được á còn xui thì là cái điệp giống y chang như mình thôi à nhưng mà dù sao á thì chắc chắn là cái đá lấp lánh thì tỷ lệ á mẹ nó rơi ra được cái cục mà đá quý thì chắc chắn nó sẽ cao hơn đá bình thường rồi vậy nên nó là mình đã tìm được một cái khu vực mà nó rất là hay xuất hiện cái đá lấp lánh luôn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người nha Thì cái khu vực đó chính là ở trong khu vực camping á Mình lúc nào cũng chọn khu vực camping để mà đào đá Bởi vì mình thấy á, ở trong khu camping thì khá là ít người Với lại á, là nó cũng bé cho nên là mình đi vòng vòng mình chết đá thì nó dễ hơn Còn như ở khu Plaza hay là khu uh, ở trung tâm á Thì nó to quá, mất công mình phải lái xe mình chạy vòng vòng Nói chung là mình lười thôi Thì ở cái khu vực mà camping á, mọi người có thấy cái chỗ á, mà cái phía mà gần thác nước có mấy cái lều á mà màu vàng với màu đỏ không thì đó chính là cái nơi á rất là hay xuất hiện đá lấp lánh luôn mình thấy ở trong khu yên cái khu cam binh thì cái khu này á là nó rất hay xuất hiện đá lấp lánh cho nên nếu như mọi người chọn khu cam binh làm khu vực á mà để đào thì nhớ vào đây nha à, đây nè chính là ở chỗ cái khu á mà cái bãi đất mẹ có cái cái lều màu vàng á với cái lều màu cam đó mọi người thì nó sẽ hay kiểu là mọc đá ở đấy lắm và mấy cái cục đá ở đây thì mình thấy nó khá là xịn đấy bởi vì nó toàn là đá lấp lánh thôi à cũng sẽ có một số cái khu vực khác nó xuất hiện đá lấp lánh Nhưng mà mình thấy ở trong khu Camping á Thì khu vực này chính là cái nơi á Mẹ xuất hiện đá lấp lánh nhiều nhất Nên là mọi người cứ yên tâm đi nhà Tin mình đi Mọi người lên đi chết đi Kiểu gì mọi người kiếm được cục đá lấp lánh thôi Có ví dụ mà nếu không có Thì mình cứ đập đi rồi mình đợi cái cục đá khác nó lòi lên Hồi cũng dính à đây bây giờ mình có một cái cục đá lấp lánh Nãy giờ mình đập chắc là mười mấy cục đá lấp lánh ở đây rồi đấy Nhưng mà nói chung là cũng chẳng có được cái gì hiếm hết đấy Thì nhưng mà cuộc đời mà bây giờ nó càng dập mình ấy, thì mình càng phải cố gắng Chứ mình đừng có từ bỏ, mình mà từ bỏ là coi như mất hết đấy Nè, cuối cùng thì nó cũng đã trả lời mình rồi đấy Vũ trụ đã trả lời tôi bằng một việc cho mình một viên hồng ngọc nè Nhưng mà cái này là mười mấy tiếng của mình nó mới đem một viên hồng ngọc ấy Rồi mình định mình thấy là hết lấp lánh rồi mình định không đập nữa nhưng mà thôi cái đấy là sai lầm nha khi mọi người đập cục đá lấp lánh mà thấy nó hết lấp lánh rồi thì vẫn cứ đập tiếp cho mình bởi vì nhìn đây nè đằng sau đó còn có một cái bí mật nữa mình đã được thêm một viên kim cương trắng đấy cả nhà nhưng mà cái khúc này mình cất viên kim cương nhanh quá kiểu cái tay nhanh hơn cái não á mẹ cứ đập xong rồi phải cất liền đó để đi đập cục khác kiểu sợ người ta đập mất á nên là cái khúc đập nó hơi nhanh ấy ấy thì ở ngay cái chỗ khu này nó sẽ rất hay số đá với lại đá lấp lánh Nên là mọi người chết nha và cái kết quả mà của cả một ngày của mình khi mà mình xài cái búa mẹ mới mua với giá hơn 200 trăm nghìn thì đó mình chỉ được đúng là một cái viên hồng ngọc và một cái viên kim cương trắng vậy thôi còn đâu đó, cả nhà nhìn nè nguyên là một cái bón nịt luôn nhưng mà chắc là do cái số mình nó su mình là su cả na top một việt nam mà cho nên nó là thôi mình cũng không có than thân trách phật gì hết á do là do mình vui thôi chứ chắc ai bây giờ <laughs> mẹ hôm nay thì mình cũng đã chính thức thực hiện được lời hứa với lại các cái bạn fan của mình rồi thì mình hay hứa với mấy bạn fan đó là mình sẽ cố gắng xây một cái lâu đài thiệt là bự để cho mình nó sẽ được sống chung với tất cả các bạn nè với lại bạn nào mà kiểu chưa có nhà hay nhà của các bạn ít đồ thì có thể qua nhà mình ở chung với mình thì sau là mấy ngày cày bừa tiền sao ấy với lại cả là mình đã trang trí thì cuối cùng mình cũng đã hoàn tất sơ sơ ấy. cái này chỉ mới chắc được khoảng là 60% phần trăm cái lâu đài của mình thôi mình đã làm được cái lâu đài mới cho mọi người ở nè vậy đêm nay mình đã khoe với mọi người với lại cùng đi một vòng tham quan cái lâu đài này với lại là để xem là có cái chỗ nào ấy mà thiếu hay là mọi người muốn bổ sung á thì hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nha bây giờ thì bắt đầu đi thăm lâu đài mình thôi tổng cái thời gian mà mình xây dựng cái lâu đài này nó mất khoảng là 6 tiếng luôn nó rất là lâu luôn và cái số tiền sale của mình nó được trước mình có tận là 300 trăm tiền sale bây giờ xuống còn đúng có 69 mươi chín nghìn nè mà đây là mình còn lấy rất là nhiều đồ cũ để xếp vào ấy mà cái lâu đài này mình tính ra đó chỉ mới được có hoàn thiện sáu phần trăm thôi phía bên này thì mình tính làm cái công viên nè nhưng mà mình chưa biết cái công viên đó nó sắp xếp như thế nào á mọi người có cái ý tưởng gì về cái công viên ở đây không hãy để lại ở dưới bình luận cho mình biết nha ở trong đây thì mình sẽ chia ra làm ba khu vực khu vực thứ nhất là cái chỗ này mình làm kiểu hơi thiên nhiên một tí cho bạn nào mà kiểu thích hướng nội yêu thiên nhiên thì có thể qua đây là ngắm hoa nè ngắm cáo ngắm hổ rồi là ngủ có giường ngủ ở đây luôn rồi có cả đồ nhà tắm rồi tủ đồ nói chung có đầy đủ hết mọi thứ ở bên khu này cho mấy bạn thích hướng nội Bro mình cũng có đặt một cái bể cá cho mấy bạn mà thích uh, ngắm cảnh câu cá thì có thể câu nữa bên này là nội thất khoan đào nhưng mà do mình vẫn chưa có lấy đủ nên mình chưa có xếp ra hết tiếp theo là phần phía trung tâm của lâu đài ở trong đây mình định á là mình định làm cái dạng giống như là cái khu á mà để uh, pháp sư bói toán thì đó sở thích của mình là kiểu pháp sư mà nhưng mà do á, là mình chưa có thời gian nên là hiện tại á là mình chỉ mới xếp được cái đường vô là mấy con voi thôi còn ở trong đây mình xếp một đống giường á cho mấy bạn qua nhà mình đang ngủ ké á Chứ còn mình định đó là cái khu này Mình sẽ làm là khu bảo toán phép sư á Và nếu mình đã gọi là cái nhà Thì không thể nào mà thiếu đồ ăn được đúng không Mình đã xếp tất cả các cái máy Mà ăn uống Để dành cho những bạn mà có tâm hồn ăn uống Thích ăn bánh kẹo rồi thích ăn đồ ăn Giống như mình ở phía bên này cho các bạn mua Đây là nếu bạn nào mà thích một cái loại đồ ăn mà mọi người chưa có sở hữu Mấy cái máy làm đồ ăn mà hiếm hiếm á Thì cứ qua nhà mình, mình xếp đầy đủ hết luôn Không biết còn thiếu cái gì không Nhưng mà mình thấy hầu như là đủ á nên là mọi người cứ qua nhà mình đi bánh gì cũng có ăn á mà tới khi mập á là đừng cái đổ tội cho tôi nha vì ở dưới là khu vực đồ ăn cho nên là phía trên lầu cái lâu đài á, ở phía trên cao mình có để rất là nhiều các cái bộ bàn ghế nè để mọi người mang đồ ăn lên trên đây ngồi ăn nè ví dụ như mình có một cái khu vực hoa hương dương chanh này nhìn rất là mát luôn mình còn có đặt các cái bộ bàn ghế mà nhiều chỗ ngồi để cho đông bạn ngồi ấy, uống trà ăn bánh nè rồi là cũng có khu vực để thả cơm chó luôn đủ hết mọi người qua nhà mình đi đủ bàn cho cho mọi người ngồi luôn á mình đã nói là mình xây cái nhà này thành một cái cái ngôi nhà chung mà bởi vậy á là mình cố gắng mình xếp thật là nhiều bàn ghế để cho mọi người có thể ngồi được ăn xong mình phải chơi để cho nó tiêu cho nó bớt mập chứ thì chính là cái khu bắt cua đó. thì cái khu bắt cua này mình chỉ mới xây được khoảng là 50% phần trăm thôi bởi vì mình sợ là hết đồ nội thất á với lại là mình cũng chưa nghĩ ra được cái gì mà sao cái bắt cua thì của mình mình thấy nó cũng dễ mà ta sao mọi người qua nhà mình cứ than là bắt cua nhà mình khó nhưng mà thú thật với mọi người luôn á là mình cũng mới nhảy cái bắt cua nhà mình được có một hai lần nè à. chứ mình cũng chưa có nhảy tới rất nhiều đây là bạn nào mà muốn khám phá Bắc Cua thì qua nhà mình nha Đây chính là cái khu vực Bắc Cua thì đây là toàn bộ không gian của cái ngôi nhà của mình Nếu mọi người có ý tưởng gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới giúp mình nha Chứ còn cái khu bên kia nó trống quá Mình vẫn chưa biết xếp cái gì ở hai bên của cái chỗ mà hoa này này Nên là mình cũng đang cần sự giúp đỡ của cả nhà đó Thì hy vọng đó là cái video này sẽ giúp cho mọi người đó là quyết định là có nên mua cái bùa hay không Với lại là mọi người biết được cái chỗ mà có đá lấp lánh rồi nha Và nếu bạn nào muốn tham quan nhà mình thì có thể vào tìm tên mình và vào nhà của mình Và xem nha chứ coi trên video nhiều khi nó cũng mà chưa có hết được đâu, mình cũng sẽ sửa lại nữa. Hẹn gặp lại cả nhà các video tiếp theo nè, bye bye.